Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình lên với con Hyundai Accent Hồ Cẩm Đào Trung Quốc, mình coi thử nội thất nó sao anh em. Wow, cho xe. Chạy thử xe này coi. Xe không giống luôn. Trời. Thử xe này coi nó sao. Cabin 2 tầng. Ồ. Không có đồng hồ hơi đâu gì hết trơn trời. À, đồng hồ hơi là đây nè. hai bốn sáu số sáu số giờ vô số nào ta, vô số 2 thử ra số 2. À, cái này là cái lóc kê. Ngon ba. Sao ta, bốn à, bốn là bật tầng lên vô số 1 đó là thành số 4. Wow, đúng là xe lả lướt như cô gái ở trong mưa luôn. Lái thử xe sen. Xe sen Trung Quốc nha các bạn. Hyundai Trung Quốc. Nhân dê. Tự nhiên căng không có điện chi cho ba. Ô, xe này êm quá anh em ơi. Thì nó ồn ào lắm. À, ba xong rồi bốn. 4 là về số 1 á. Đồng hồ thấy hấp dẫn và ban ngày thấy nó có thui. Năm bốn sao không có còi vậy trời, trời để thẳng lên trước. À số Hyundai xe nè, cái này là bạc xuống là thằng chậm nữa các bạn. Đó là đẩy thẳng lên nè, là số 2 đúng không. Kéo xuống như số 3 nè. Đó, cái mình bật cái này lên nè, bật cái này lên là số 4, số 4 ép qua đây. À, đó, đó là số 5 nè, đó, số 6, à, nó có 6 số mà. Xe này có 6 số ta.
Rồi cái này là cái gì nữa ta? À chắc cái này là rùa thỏ quá, 6 số nhanh chậm quá. À, bọc thử. Rồi số 2 nè. Lốc cơ nằm chỗ này đẹp phải không? Đó, kéo xuống là lốc cơ. Ô, tài xế không đi kiếm mình à? Tài xế xe này á, lên ăn cắp xe ổng đi kiếm mình nãy giờ à. Rồi anh chạy cái xe Xen chút xíu làm thấy ghê quá bắt tài hả? Ủa cái này là cái nút này là nút gì ạ? Nó số lắc mà nhanh chậm. Không cái này là nhanh tầng nhanh tầng chậm nè. Này số lắc. Rùa thỏ. Lỡ hả? Rùa thỏ hả? Ai biết đâu. Đó, bắt tài của mình á. Tới đây. Tới đây đợi mắt khọt kia nó dành kìa. Ông 3.7 hả? Rộng rãi ghê không? Hyundai Xen Hồ Cẩm Đào phải không? 4.1 là coi như là dẹp luôn rồi đó. Còn bay nhông nữa bỏ nữa mà bỏ không lên giường rồi xe xịn mà để đồ đạc thì lúng tung hết vậy chết mẹ. Lái xe Hyundai Xen là lả lướt như cô gái đi trong mưa hả? À lo mày về đi đéo cái xe về đâu cha. Giờ có vài cũng có xe đâu vậy. Không tính là nó hay hư nhưng mà máy móc đồ nó nhẹ nhàng quá không? Nó hư là hư giặt thôi, ở đâu đụng tới cái máy đâu đúng không? Tôi tính ra đem xuống ấy tôi làm lại. Xuống đâu? Hiệp Phước à? Kìa, đó nó chen vô nữa thấy không? Mấy thằng này nó đâu có nhiều nhịn đâu mà tự nhiên kêu vô đi không vô. Thấy chưa? Kêu chạy tới đi không chịu. Cái quần áo bỏ lung tung hết trơn. Chạy cản rồi phải vậy thôi. Giờ trách móc ai? Ủa? Là như công ty vô kho bãi không bạn? Rồi, chào anh em nha. Chào bác tài xế nha. Em đi xuống em về nha bác tài. Đéo có dép đâu về.